Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ganford được sản xuất tại Allergen. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Ganfort cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Ganfort 3ml Bimatot 0 0 mg trên ml Timolo 0,5mg trên ml Chỉ định của Ganfort 3ml Dùng làm giảm nhãn áp ở người bệnh tăng nhãn áp hoặc glaucoma góc mở. Cách dùng Ganfort 3ml Liều khuyến nghị ở người lớn, kể cả người cao tuổi. Liều khuyến nghị là một giọt G A vào mắt bệnh một lần trên ngày, nhỏ vào buổi sáng. Nếu quên một liều, nên tiếp tục điều trị với liều kế tiếp như đã định. Không được vượt quá liều dùng là một giọt vài mắt bệnh mỗi ngày. Nếu dùng nhiều hơn một loại thuốc dùng tại chỗ đường mắt, phải nhỏ các thuốc khác nhau cách nhau ít nhất 5 phút, mỗi loại thuốc khác nhau có tác dụng khác nhau và phải theo toa hướng dẫn của bác sĩ sử dụng trong suy thận và suy gan. Chưa có nghiên cứu về GANFORT trên bệnh nhân suy gan hoặc suy thận nên cẩn trọng khi điều trị cho những bệnh nhân này. GANFORT chỉ được nghiên cứu ở người lớn, vì vậy không khuyên dùng cho trẻ em hoặc thiếu niên. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm GANFORT, đồng thời biết cách sử dụng GANFORT sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.